báo về chị Lan là chúng tôi cũng biết là khá rõ là HB1C có những điểm riêng mà. Ví dụ như những cái người có bệnh về hồng cầu, những người vừa mất máu, những người vừa truyền máu, những người bất thường về hemoglobin, vân vân. Ngay cả sản phụ, khoa, những người suy thận dùng một số thuốc nó ảnh hưởng rất là rõ. Hôm nay chỉ còn nói rõ hơn một kỹ thuật xét nghiệm nữa. Chúng ta biết rằng là chúng tiêu chuẩn chẩn đoán để theo dõi thì trước đây chưa nêu ra nhiều, nhưng bây giờ để chẩn đoán, bởi vì hemoglobin A1C còn để chẩn đoán nữa, thì muốn chẩn đoán thì cần là hai cái kiểm định, đó là National Glycohemoglobin Standardization Program và DCCT đánh giá. Trong lúc chúng ta chưa có, đây là một câu hỏi không đề lực mà trong các hội thảo với Bộ Y tế rất nhiều người hỏi chúng tôi trả lời cũng được cái căn này. Riêng về vấn đề chi tiết thứ hai cũng rất là lý thú. Cái điều này cũng rất là biết rồi, từ năm 27 ADA đã nói rất rõ, nội dung mạch phọc miếng kéo dài thì có thể gây ra một cái tình trạng gì ạ? Thiếu B12. Mà thiếu B12 thì dẫn đến nhiều hệ quả rất là xấu. Hôm nay nói về thần kinh đại thao đường, không chỉ đơn thuần thiếu máu không thôi đâu, mà làm bệnh thần kinh đại thao đường nó còn nặng ra thêm nữa. Hai cái bài báo cáo rất là bổ ích, có thể nói rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục trao đổi rất là nhiều nữa. Có một số câu hỏi đã xuất hiện trên chat là chúng ta nói. Thời gian còn cùng tương đối hạn chế. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời bài báo cáo cuối cùng của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết Đại thao đường Việt Nam, sẽ trình bày chúng ta về cái bệnh thần kinh đại thao đường trong đại dịch COVID-19. Xin trân trọng kính mời thầy. Thầy có nghe rõ không ạ? Nghe rõ thầy Thủy ơi. Ok rồi. Đã thấy toàn bộ màn hình chưa? Thấy rõ rồi. Rồi, xin cảm ơn kính thưa chủ tịch đoàn, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên và giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Giang và xin các đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin được trình bày cập nhật bệnh thần kinh đại thao đường và đại dịch COVID. Như vậy chúng ta biết là bệnh thần kinh đại thao đường trước đại dịch COVID đó là gì? Là một cái biến chứng vi mạch. Và chúng ta biết nó có tỷ lệ đến 50% bệnh nhân, và trong đó chúng ta nhớ có đến 20% bệnh nhân có tình trạng đau đớn do bệnh lý thần kinh. Bệnh lý thần kinh đại thao đường thì phần lớn người ta tập trung vào cái chuyện là bệnh thần kinh ngoại biên, đối xứng cảm giác vận động và đôi khi một số sởi đơn vân vân. Và gần đây nhất thì người ta quan tâm đến bệnh thần kinh tự động đại thao đường, trong đó liên quan đến tim mạch và một số cơ quan. Không biết có nghe rõ không ạ? Có rõ không ạ? Dạ em nghe rõ lắm thầy. Rồi. Và chúng ta biết là hồi nãy chúng ta thấy đây là trước đây người ta quan điểm đây là do cái tăng đường máu liên quan đến một số cái đường chuyển hóa polyol, hexosamin vân vân gây tổn thương cấu trúc thần kinh và giảm vận động dẫn truyền thần kinh. Rồi sau đó người ta thấy vai trò của sorbitol liên quan đến các cái cân natriuretic làm suy giảm cái hoạt động các cân này. Và đặc biệt nhất là tế bào Schwann, tế bào thần kinh nó bị stress. Bên cạnh tăng đường máu thì còn liên quan đến rối loạn lipid máu và gây cả cái tổn thương vi mạch. Và một số yếu tố nguy cơ thì làm cho đến, đặc biệt là một số yếu tố nguy cơ như là kháng insulin, tổn thương trực tiếp các cái cytokine vân vân thì làm cho tổn thương tế bào. Và cái quan trọng nhất là cái hệ thống vi mạch nuôi thần kinh vasa nervorum nó tắc nghẽn gây tổn thương của thần kinh. Và tất cả tổ hợp lại thì chúng ta nhận thấy chưa đái đường tiếp 1, đái thao đường tiếp 2 và cả hai, thì như vậy là chúng ta thấy trên cái sơ đồ này là nó giải thích vì sao người đái đường tiếp 1 bị như thế nào, tiếp 2 như thế nào. Tôi xin thông qua. Và đây là những cái cơ chế cuối cùng để dẫn đến các tổn thương thần kinh sởi trục, trong đó có vai trò các mạch máu nuôi thần kinh. Và đây là hình ảnh của tổn thương các thần kinh vận động và thần kinh cảm giác. Các yếu tố nguy cơ thần kinh có rất nhiều. Là như vậy, đây tôi lấy đến tài liệu 2021 rất nhiều cái yếu tố nguy cơ. Thì trong đó chiều hôm nay đã có nhắc đến cái vai trò của B12 trong liên quan đến cái bao myelin. Và một cái này quan trọng nhất nữa là vai trò homocysteine. Homocysteine như vậy là nó sẽ làm liên quan đến rối loạn chuyển hóa canxi, làm gây tổn thương của tế bào thần kinh. Và một cái nghiên cứu gần đây nhất 2021
Thì như vậy nếu sử dụng metformin trên 2000 mg thì chắc chắn hai cái nồng độ sẽ liên quan, đó là cobalamin và homocysteine, nó bị thay đổi mà trong chiều hướng tổn thương thần kinh. Và đây là cái cơ chế của tổn thương thần kinh thiếu B12 mà liên quan metformin. Và đây là cơ chế của liên quan giảm oxytin. Thì hồi nãy các đồng nghiệp có nhắc đến một vai trò, đó là vai trò của pyridoxine. Và cái này thì nó liên quan đến cái vấn đề độc tính của trên tế bào thần kinh. Và chính cái methylmalamin nó làm giảm cái nồng độ oxytin trong máu. Và chính vì vậy, các cái guideline của Nhật từ năm 2017 đã bắt đầu đưa về vấn đề sử dụng methylcobalamin trong điều trị, là first choice trong cái điều trị bệnh lý thần kinh ngoại biên. Và chúng ta biết guideline của ADA 2022 đã bắt đầu là cho thấy từ tiền đại đường tới đến đại đường thì first line luôn luôn là metformin, và cũng là khuyến cáo khi sử dụng metformin là phải chú ý đến bệnh lý thần kinh ngoại biên và phải bổ sung B12. Đây là những cái vấn đề mới nhất mà tôi đã ghi nhận được. Một vấn đề quan trọng nhất là chúng ta đã lạc quên rất thời gian, đó là một thể bệnh thần kinh của đái tháo đường chưa được quan tâm, đó là bệnh não đái tháo đường. Đây là một bệnh lý nó liên quan đến tăng đường máu, liên quan đến tình trạng tín hiệu insulin, suy giảm nhận thức và tổn thương thần kinh, dẫn đến tổn thương não và chết tế bào thần kinh. Và đây là hình ảnh của những cái người sa sút trí tuệ trên bệnh nhân có bệnh não đái tháo đường. Như vậy chúng ta thấy đây cái MRI của người bình thường và đây những người MRI của người bệnh não đái tháo đường. Và các đồng nghiệp hết sức lưu ý, thường thường chúng ta hay gặp sau cơn hạ đường huyết, sau những cái bệnh nhân bị hạ huyết áp tư thế, thì đấy những là hình ảnh mà xảy ra trên những bệnh nhân có bệnh não đái tháo đường. Và trong cái cơ chế bệnh não đái tháo đường thì gồm có đái tháo đường type 1 và type 2, thì người ta thấy cái vai trò của thiếu insulin, vai trò tăng đường huyết đưa đến tổn thương teo chất xám và tổn thương chất trắng, đưa đến tình trạng là suy giảm nhận thức. Đối với đái tháo đường type 2 thì chúng ta thấy là nó vấn đề gì, ngoài cái đường máu ra thì vai trò của đề kháng insulin, rồi là lipid máu, rồi là lắng động từ A beta gần đến ảnh hưởng đến các sinh áp. Như vậy chúng ta thấy ở người đái tháo đường type 2 thì tại sao bây giờ người ta đưa vào cái thang điểm sa sút trí tuệ để đánh giá trước khi quyết định điều trị, và chúng ta nhận thấy đưa tình trạng rối loạn cái suy giảm nhận thức. Đối với đái tháo đường do COVID thì như thế nào? Thì như vậy chúng ta biết, chúng ta hay lầm lẫn hai việc bên ngoài. Khi chúng ta viết COVID-19 có nghĩa là chúng ta nói bằng coronavirus 2019, viết tắt của tiếng Anh. Và cái chủng virus gây ra đó là SARS-CoV-2, để phân biệt cái SARS-CoV năm 2003. Ở đây là những cái điều mà chúng ta cần phân biệt. Và cái thông tin mới nhất cách đây một vài ngày đầu tuần thì như vậy trên thế giới có đến là 409 triệu người và có 5 triệu người là tử vong, tức là tính đến 13 tháng 2 2022. Và chúng ta biết đái tháo đường là một trong những cái bệnh nhân có chiếm tỷ lệ cao trong nhóm bệnh nhân COVID đứng sau huyết áp. Và khi chúng ta nói đến đái tháo đường bị nhiễm COVID thì chúng ta nhận thấy thứ nhất là tỷ lệ rất cao, và người ta thấy rằng cái độ tuổi mà nguy cơ của người đái đường 40 thì tương đương với một người không đái đường là từ đến 60 tuổi. Và người ta thấy những bệnh nhân mà nằm trong bệnh viện là hầu như bệnh nhân đái tháo đường đó, nó liên quan đến bệnh nặng phải là liên quan đến thở máy, như vậy đến 20% và tử vong rất cao. Chính vì vậy chỉ số nguy cơ của đái đường từ 2,3 mà đến trên 6, đây là những cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Vì sao như thế? Vì chúng ta biết, ai cũng biết là SARS-CoV-2 nó xâm nhập thông qua cái thụ thể, thông qua một cái protein S liên kết với cái angiotensin 2. Và cái này nó có hiện diện khắp mọi nơi. Nó hiện diện khắp mọi nơi trong cơ thể và nhiều nhất là ở cái xoang miệng, cái hệ thống sinh dục nam v.v. Thế đây là những điều mà chúng ta cần biết. Và một cái nữa là ở bệnh nhân đái tháo đường thì người ta thấy là có một sự gia tăng với cái chất ACE2 này. Những người béo phì, những người tăng huyết áp. Chính vì vậy tại sao người béo phì, người đái đường, người tăng huyết áp là người dễ có nguy cơ nhiễm của COVID. Và chúng ta biết là sự tăng đường máu nó đưa đến một sự gắn đường kể ACE2 là làm cho thuận lợi cho SARS-CoV-2 này nó vào trong cái tế bào, đặc biệt là trong tế bào cơ tim. Và một điều đặc biệt là trong những nghiên cứu gần đây nhất là người ta thấy ở người đái đường và người cao tuổi thì có một tình trạng là giảm cái RNA miễn dịch, microRNA miễn dịch. Và chính vì vậy sự giảm miễn dịch này làm cho cái thuận lợi cho cái người đái đường rất là dễ bị nhiễm COVID. Và chúng ta nhớ rằng cytokine không phải là một chất nguy hiểm. Đây là những cái chất tiết của các tế bào phụ trách miễn dịch, đó như mạch cầu, tế bào nội mô trong quá trình đó đã đáp ứng phản miễn.
Đây là không phải kháng thể nhưng có hoạt tính sinh học. Khi virus xâm nhập vào thì các tế bào lympho phô nhân diện nó tiết ra các cytokine với vai trò hoạt hóa hoạt động sản xuất các kháng thể các lympho B để trực tiếp bắt giữ virus và thu hút đến nơi có virus và các mạch máu liên quan vận chuyển để mà tiêu diệt. Đó là. Và ở người đái đường như thế nào thì người ta nhận thấy ở bệnh nhân đái tháo đường chức năng bạch cầu trung tính và chức năng thực bào nó bị suy giảm, nó làm trầm trệ trong cái phản ứng khởi đầu miễn dịch và rối loạn điều hồi phản xứng tinh dẫn đến cơn bão cytokine. Và chính cơn bão cytokine này nó kích thích quá mức phóng thích một lượng cytokine rất lớn, không những nó tác động tại cái tác nhân nhiễm trùng mà đồng thời nó gây tổn thương cả tổ chức của cơ thể lành mạnh. Ở đây là những cái và nó gây đến tình phản ứng viêm rồi làm đông máu, giảm bạch cầu, thâm nhiễm các tế bào đương nhân và các cơ quan. Và đây là cái tổn thương các cơ quan thì trong đó vai trò của tuyến tùy, vai trò của hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Và chúng ta thấy trên những người đã tháo đường khi bệnh nhiễm COVID nó đưa đến tình trạng suy đa phủ tạng, đây là do cơ chế. Ngoài ra chúng ta biết là khi tăng những cytokine ở lên là nó sẽ làm là gây tình trạng đề kháng suy nhược làm cho bệnh nhân là càng tăng đường huyết. Và đồng thời trong quá trình nằm viện sử dụng corticoid nó là làm càng tăng đường máu. Chính vì vậy đây là một vòng luẩn quẩn cho bệnh nhân đái tháo đường, đó là gì, rối loạn đường máu, tăng đường máu rồi tăng viêm rồi đề kháng suy nhược vân vân, thì nó dẫn đến một tình trạng là càng nặng lên trong cái bệnh cảnh. Đồng thời chúng ta biết là cái thụ thể ACE2 có rất nhiều ở tại tế bào beta tuyến tùy. Chính vì vậy SARS-CoV-2 nó tấn công vào tế bào beta tuyến tùy, nó hủy tùy. Chính vì vậy hiện nay tất cả những bệnh nhân COVID vào bệnh viện đều phải sàng lọc tăng đường máu. Vì bởi vì những cái SARS-CoV-2 này nó tấn công tế bào beta tuyến tùy là dẫn đến tăng đường máu. Ở đây là những cái điều mà chúng ta hết sức lưu ý trong quá trình điều trị. Và đây là một diễn biến trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì như vậy chúng ta thấy vừa bão cytokine vừa tổn thương tùy đưa đến khởi bệnh của khởi một cái đái tháo đường với khởi phát, đồng thời là gì, làm cho bệnh nhân đái tháo đường càng ngày càng lên. Bên cạnh đó các cái bệnh kèm cuối cùng trở lại thì như vậy bệnh nhân rút cuộc là nguy cơ tử vong. Và là COVID là một yếu tố nguy cơ tiến triển của bệnh lý thần kinh. Như vậy chúng ta thấy cái SARS-CoV-2 này bên cạnh đó như vậy nó thông qua các virus này nó gây tổn thương cái tế bào thần kinh, đặc biệt là nó gây tắc nghẽn các mạch máu dẫn đến rất là nguy cơ. Đó là bên cạnh cái bệnh lý thần kinh còn nguy cơ của cái các cục chi do sự tăng đông, do rối loạn các cái luồng máu để nuôi các chi. Và chúng ta thấy trên bệnh nhân COVID thì hiện nay người ta vẫn đề khuyến cáo sử dụng thuốc. Thế như vậy chúng ta nhìn vào đây trong tất cả các thuốc đang sử dụng này thì chúng ta thấy metformin vẫn sử dụng cho đến mức độ trung bình, tức là bệnh nhân vào viện ngoài cái năm ICU thì metformin vẫn tiếp tục được sử dụng. Và chúng ta biết là vai trò của rất nhiều sinh tố nó còn ngăn cản từ B2, B3, B5, B6, B12 nó ngăn cản những cái vấn đề cytokine, ngăn cản yếu tố đông máu vân vân. Và chính vì vậy người ta thấy khi sử dụng cobalamin nó sẽ làm gì, nó giảm trạng oxy hóa là giảm được phản ứng viêm, và đồng thời nó đây là một cái chất mà hiện nay người ta thấy được vai trò nó giảm được cái tổn thương của COVID lên tế bào thần kinh. Đồng thời chúng ta có một điều nữa là chúng ta bị lạc quên, đó là con COVID này nó sẽ ngoài được gây tổn thương cái các tế bào thần kinh ngoại biên, nó còn gây cái tổn thương tế bào của trung ương. Và như vậy chúng ta thấy cái vai trò những cái bệnh lý cái tai biến mạch não, viêm não vân vân thì rất là nguy hiểm. Và chính vậy tôi nói tiếp là người đái tháo đường có thể cái bệnh bị tổn thương cái bệnh thần kinh do COVID. Như vậy chúng ta thiết là tổn thương bằng cách nào, thì như vậy chúng ta thiết là ACE2 đó còn trong biểu mô phụ giác có con người, và người ta thấy có đến 80% biểu mô phụ giác linh có những cái thụ thể ACE2. Và chính cái con SARS-CoV-2 này nó sẽ thông qua cả cái ACE2 này ở mũi nó đi vào. Thì như vậy là do đó hiện nay chúng ta đã chủng ngừa rồi, nhưng những bệnh nhân bị cảm cúm mà mất khứu giác thì coi chừng đây là những bệnh nhân bị tái nhiễm SARS-CoV-2. Đây là những cái mà chúng ta hết sức lý là, và đồng thời thì nó còn hiện diện ở trong các thần kinh nền, thì chính vì vậy thì SARS-CoV-2 này nó tiếp tục đi vào thần kinh. Cái thứ hai nữa là như vậy là gì, con SARS-CoV-2 này trong những cơm nó sẽ đi vào máu và nó di chuyển theo vi tuần hoàn ra đến các cái tế bào máu, đến các cái mạch máu, mạch máu, và nó từ cái tổn thương mạch máu này nó đột nhập vào cái tổn thương não. Và chúng ta thấy đây là hai con đường mà SARS-CoV-2 xâm nhập vào não,
trên người đại đường thì rất thuận lợi, bên cạnh đó thì còn bị tổn thương theo hai con đường, đó là con đường tu giác và con đường đường máu, thì dẫn đến cái tổn thương thần kinh. Và đồng thời nó gây như thế nào? Thì như vậy là nó sẽ gì? Tức là thông qua các cái cytokin. Và như vậy chúng ta thấy rất nhiều cytokin được phóng thích trong cái đợt bạo cytokin, thì trong đó người ta thấy vai trò của interleukin 6 hết sức quan trọng. Nó trong điều hòa miễn dịch, mà cái quan trọng nhất nó làm còn liên quan đến sự toàn vẹn của hàng mạch máu não. Thì như vậy điều này chứng tỏ là cho thấy con sạc thứ hai thông qua cái trực tiếp còn thông qua gián tiếp thì với một cơn bão cytokine. Và chúng ta thấy rất nhiều cái cytokine nó tác động khác nhau, và đồng thời đây là một cái cơ chế tổn thương của sạc thứ hai cho cái tổn thương thần kinh. Và đây nó đi vào trong cơ thể. Bây giờ như vậy đây, vì sao người ta thấy như thế? Là vì trong những ngày đầu tiên thì người ta đã phát hiện hai cái trường hợp, một trường hợp là bé trai 11 tháng, một trường hợp nam bệnh nhân, thì người ta thấy trong dịch nào thì có sự hiện diện, trong tế bào nào cũng có sự hiện diện của cái SARS-CoV-2. Và chúng ta nhận thấy là gì? Tất cả những triệu chứng đó là gì? Như vậy chúng ta thấy đây là, hồi nãy tôi đã trình bày, như vậy chúng ta thấy do nó vào tất cả các mọi nơi, như vậy chúng ta thấy rất nhiều đa dạng của bệnh lý thần kinh, từ cho nhồi máu nào, xuất huyết nào, cho đến viêm nào, viêm màng nào, vân vân. Như vậy chúng ta thấy là vai trò của SARS-CoV-2. Và đây là những hình ảnh của những cái tổn thương vi mạch do SARS-CoV-2. Đấy, như vậy là tổn thương mạch máu xung huyết. Và như vậy chúng ta thấy những cái tổn thương ở vi mạch ở cái cầu não. Thế giờ đây là cái tổn thương biểu hiện lâm sàng như thế nào thì rất là đa dạng. Như vậy chúng ta thấy tất cả những bệnh lý nào liên quan đến não, liên quan đến màng não đều có triệu chứng trên bệnh nhân bị SARS-CoV-2. Và đặc biệt nhất là người ta thấy là mất khứu giác là cái mà chúng ta phải lưu ý nhiều nhất, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, và đặc biệt là lưu lực của đàn vị giác và chóng mặt. Đó là đồng thời có thể là gây những cái tổn thương viêm thần kinh cấp như viêm não, viêm não virus, vị mê linh, đột quỵ, thiếu não cục bộ, rối loạn tuần hoàn não sau có hồi phục, bệnh đa dây thần kinh, đa hệ thần kinh, và đặc biệt là bệnh thần kinh ở trẻ em. Đây là những hình ảnh xuất huyết hoại tử cấp do bệnh nhân COVID. Là đây là những cái lưu ý. Và đây là những trường hợp mà là do tổn thương ở cái màng não, đây là liên quan đến COVID. Một cái quan trọng nhất là người ta hiện nay người ta đưa ra một giả thuyết gọi là bệnh não do COVID, COVID encephalopathy. Hiện nay chưa có chẩn đoán, nhưng mà theo em và cộng sự thì như vậy là có đến 40% của bệnh nhân họ tất cả đều nằm ICU, tất cả 50% có lưu lực và có nhiều cái viêm ống tụy lan tỏa, 80/13 chụp MRI như vậy có tổn thương màng não, dịch não tùy âm tính và điều não đồ không đặc hiệu. Như vậy đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý trên bệnh nhân ở bệnh COVID. Và có thể là cái quan trọng nhất nữa là người ta thấy bị COVID mà suy giảm nhận thức, thì như vậy chúng ta thấy đây là những cái dấu, tức là bệnh nhân sẽ có dấu mất tập trung, mất định hướng, kèm cái những rối loạn về vận động. Đó là, và đặc biệt tại bệnh viện Sanya ghi nhận 470 tầng tư bệnh nhân có suy giảm nhận thức. Đó là, và như vậy trong một sáu đến một vài tháng sau khi xuất viện. Và đồng thời cơ chế bệnh trên như thế nào, nó cũng thông qua các cái vai trò của các cái cytokine. Và khi công bố của một cái đại học của California San Francisco thì như vậy có thêm một cái nữa là những kháng thể nội tụy mạc. Ở đây những cái rất là bởi những cái antibody này xuất hiện trên cả cái ca bệnh gì, và người ta thấy có những cái kháng thể xuất hiện trên trong dịch não tụy của các bệnh nhân này. Đồng thời vấn đề là đột quỵ não, thì như người ta thấy là chiếm 1/5 bệnh nhân bị COVID cấp, và người ta quan sát trên 108.000 bệnh nhân COVID trên toàn thế giới. Như vậy người ta thấy thiếu máu não cục bộ là nó chiếm ưu thế so với suyết, và đặc biệt là trên những người có nguy cơ bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường. Và đột quỵ này thường thường trẻ, và những cái tháng điểm đột quỵ là cao hơn, tắc mạch máu nhiều hơn và tử vong cao nhiều. Thì đây là những cái đặc biệt là đây là cái tổn thương không đặc hiệu và đồng thời tổn thương nhiều vị trí, nhiễm trùng nặng, trong đó là có 90% là viêm phổi. Và ngoài ra vì sao như thế, là nó do kích hoạt con đường đông máu với sự gia tăng các nồng độ dimer fitrogen. Đây là những cái đồng thời liên quan đến rối loạn đông máu do nhiễm trùng huyết, đặc biệt là xuất hiện những kháng thể kháng phospholipid, kháng IgA, kháng các đột biến, vân vân. Và đồng thời người ta thấy các thụ thể này được kiểu trong đợt nuốt nếu mà mạch máu và chính trị xâm nhập này nó làm cho tổn thương viêm mạch máu. Và đây là sơ đồ của thương thương não cho COVID. Và đây là một hội chứng mà người ta gọi là hội chứng não sau khi có phù hợp của COVID. Thì đây người ta thấy là những hình ảnh trên MRI này thì chúng ta cần lưu ý. Đây.
đồng thời có những cái hội chứng về tổn thương myelin như viêm tụy các cấp tính, viêm não cấp tính, viêm tụy thần kinh thị kháng thể MOIGG, là đồng thời có nhiều cái tụy gan cấp như viêm não tụy cấp tính à, và đặc biệt là Guillain-Barré. Thì như vậy chúng ta thấy là hết sức lưu ý có những thể như thế. Và theo thời gian thì như vậy chúng ta nhìn vào đây, bắt đầu ngày thứ bảy là đó là bắt ngày thứ bảy trở đi, thì như vậy chúng ta thấy những cái triệu chứng này là có thể là có ngay từ đầu, nhưng mà sau đó bắt đầu từ tuần thứ bảy trở đi thì bắt đầu có những triệu chứng này, và chúng ta làm định lượng thì chúng ta sử dụng vào định xét nghiệm vào những thời điểm sau ngày thứ bảy trở đi. Và ở bệnh thân kinh liệt như thế nào, nếu trên bệnh nhân mà có bệnh Parkinson thì người ta thấy làm cái diễn tiến nó nặng lên nề hơn. Trên những bệnh nhân Alzheimer thì làm nặng nề lên, và trên những bệnh sơ cứng giải rác thì nó làm nặng nề hơn, và đặc biệt những người càng hạn chế vận động càng cao tuổi thì càng nguy cơ. Và một vấn đề quan trọng nhất là phương pháp, một cái phương pháp gọi là chúng ta biết là EPO. Thế như vậy chúng ta là được phương pháp để cứu sống rất nhiều bệnh nhân, và đó sử dụng đến 3% bệnh nhân bị cơ cấp tính. Thì trong 41 nghiên cứu, người ta nghiên cứu người ta thẳng thể ra khi mà sử dụng ECMO thì có nguy cơ bệnh thần kinh cấp tính đó là 5% xuất huyết nội sọ, là 5 đột quỵ do thiếu máu cục bộ và 2% động kinh. Thế như vậy là người ta thấy nếu mà sử dụng ECMO liên quan đến động và tĩnh mạch thì nó cao hơn do tĩnh mạch. Thì tôi có liên hệ với một số đồng nghiệp thì trong những trường hợp bệnh nhân bị suy tim thì hay sử dụng đồng tĩnh mạch, còn bệnh nhân không suy tim thì người đồng tĩnh mạch. Đó là lý do vì sao bệnh nhân có thể có nguy cơ tử vong. Ở đây là nó một số yếu tố tương lượng khi ECMO, đó là tuổi, ngừng tim trước khi làm ECMO, hạ đường huyết và sử dụng tạo thuốc các mạch. Và đồng thời trong quá trình làm ECMO thì người ta phải lưu ý chúng ta phải cai các thuốc an thần và các ức chế thần kinh và đánh giá thần kinh và theo dõi đông máu. Là một vấn đề nữa là bệnh thần kinh và hội chứng COVID kéo dài, bây giờ người ta gọi là hậu COVID. Thì như vậy là người ta thấy là những cái triệu chứng nó xuất hiện thần kinh sau 4 đến 12 tuần sau khi nhiễm COVID, và WHO tháng 10 năm 21 đã công bố. Như vậy chúng ta thấy là cái tình trạng cấp sau COVID thay là hậu COVID. Thì như vậy chúng ta thấy là gì, nhưng là thường 3 tháng sau khi nhiễm COVID là với các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể giải thích bằng các bệnh khác, bao gồm mệt mỏi, khó thở, suy giảm chức năng nhận thức, các triệu chứng ảnh hưởng sinh hoạt, và có thể khởi phát ban đầu và hồi phục vẫn tồn tại bất bình và có thể thay đổi tái phát theo thời gian. Và đây là những cái triệu chứng mà tôi vừa lưu ý, và đồng thời là có 4 hội chứng lớn, đó là không chịu đựng được cái khí gắng sức và sa sút trí tuệ, hội chứng đau và cái giảm rối loạn thần kinh vận động. Thế đây là cái hội chứng hậu COVID. Và vì sao như thế thì người ta thấy có 2 vấn đề đó. Thứ nhất là liên quan đến virus và không liên quan virus, loại liên quan đến độc tố, liên quan phản ứng viêm, và không liên quan virus là làm bộc tố những cái yếu tố mà nguy cơ mà chưa phát hiện. Như vậy cháu lên đó là, và rối loạn thần kinh thực vật thì như vậy chúng ta thấy là thường thường là gặp ở những người trẻ tuổi, hạ huyết áp tư thế đứng, ngất cho thần kinh thực vật, và hội chứng nhịp tim nhanh khi tư thế đứng. Đây là lưu ý là cho chúng ta đó là. Và vấn đề này thì nó đòi hỏi một cái vấn đề điều trị, vấn đề giáo dục, tập thể dục, bổ sung nhịp và muối, đánh cả tay nhân đứng lâu, bài tập thể dục đạt áp, vỡ bỏ áp lực, thuốc điều trị. Như vậy là đề nghị ngưng các thuốc ức chế tá tu, nordipin, nolicidin, doxycycline, và chúng ta có thể là dùng corticoid, là muối. Như vậy giảm thể tích tuần hoàn là thế. Như vậy chúng ta lưu ý đặc biệt là vấn đề sau cùng là vấn đề vaccine COVID và bệnh thần kinh. Thế như vậy là muốn dự phòng biến chứng thần kinh COVID thì như vậy là ngay ở đây từ tháng 12 là bắt đầu đưa vào vaccine. Như vậy đây là một kiến thức vừa chữa bệnh, vừa phòng bệnh, nhưng mà vừa dự phòng biến chứng thần kinh. Và như vậy chúng ta thấy như thế này, tức đây là những biến chứng thần kinh sau vaccine trên toàn thế giới. Thì như vậy chúng ta phải lưu ý, người ta đã nghiên cứu trên 32 triệu người. Như vậy là liều 1, liều 2, liều 3. Thì như vậy là người ta thấy như thế nào? Thì như vậy là một tin rất tốt đối với vaccine RNA. Thì như vậy đây là nghiên cứu trên 702. Thì như vậy là có đến 539 người 2 liều thì chỉ có 5 ca có triệu chứng thần kinh, là chỉ có 1 ca có triệu chứng thần kinh vận động cảm giác. Thì như vậy chúng ta thấy vaccine RNA thì như vậy là ổn. Bây giờ là một số cái tỷ lệ cái biến chứng nghiêm trọng. Thì như vậy chúng ta nhận thấy là thường thường sau vaccine adenovirus thì người ta thấy đặc biệt người ta thấy có cái nồng độ dimer tăng cao và kháng thuốc, kháng tiểu cầu. Thì đây là những cái điều mà chúng ta
phải hết sức lưu ý khi bệnh nhân sử dụng. Hiện nay chúng ta có hai cái loại vaccine này là của hãng Johnson và AstraZeneca, thì chúng ta lưu ý là mặc dù không đáng kể, một số nữa là liên quan đến hủy miễn sau tiêm vaccine nhưng mà đáp ứng tốt với điều trị. Chính vì vậy, một trong những cảnh báo chung người ta gọi red flag, nhức đầu sau tiêm vaccine COVID, thì người ta nhận thấy là ở 40% người dùng vaccine adenovirus và thường gặp vaccine, đặc biệt là sau liều 2, nhức đầu khởi phát chậm sau tiêm vaccine có liên quan đến huyết khối. Chính vì vậy, nếu nhức đầu mới khởi phát một tuần sau khi chích ngừa vaccine adenovirus, cần được đánh giá thật kỹ và loại trừ huyết khối tĩnh mạch nào. Ở đây là những cái thông tin mà chúng tôi đã đọc được trong 2 tuần qua, và một lần nữa xin được đóng góp với các đồng nghiệp để chia sẻ, san sẻ với chúng ta trong cái tình hình chung chúng ta chống COVID, đặc biệt là khi mà chúng ta đã chích ngừa rồi thì có những bệnh nhân tái nhiễm, thì một số bệnh nhân tái nhiễm thì có bên cạnh những cái triệu chứng thông thường, thì chúng ta đừng quên cái triệu chứng của bệnh lý thần kinh. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hải Thủy rất là nhiệt tình sôi nổi và cập nhật đây là cho chúng ta thêm những cái thông tin rất là quan trọng liên quan đến cái không riêng đại tháo đường, không riêng thần kinh, mà đặc biệt là trong bối cảnh COVID, những thông tin hết sức mới. Xin cảm ơn thầy. Thưa tất cả các đồng nghiệp, như vậy chúng ta đã nghe hết tất cả 4 bài báo cáo.